Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cái video đơn giản. Chúng ta sẽ nói về một cái bản kế hoạch kinh doanh và marketing thực tế thì sẽ bao gồm các yếu tố gì. Và sau đó thì tôi cũng sẽ trình bày với các bạn và chia sẻ với các bạn những cái nội dung chi tiết trong đó trong các cái bài học tiếp theo. Thì thông thường khi nói đến một bản kế hoạch về marketing và kinh doanh thì người ta sẽ quan tâm đến một số những cái điều cần thiết như sau, cái bước như sau, đúng không ạ? Thế thì trước hết thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến việc là gì ạ? Chúng ta cần phải có mô hình kinh doanh hoặc là ý tưởng kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta gọi nó là business model hoặc là business idea. Chúng ta đưa ra cái mô hình kinh doanh, tức là chúng ta sẽ kinh doanh sản phẩm gì, dịch vụ gì, làm thế nào để bán được cái sản phẩm và dịch vụ đó, có được cái nguồn thu, hay là cái dịch vụ đó sẽ đem về cái nguồn thu theo hình thức như thế nào, bởi vì nó có nhiều cái mô hình doanh thu, doanh thu bán hàng, doanh thu giao dịch, doanh thu quảng cáo, vân vân, đúng không ạ? Đó, thì sau đó thì chúng ta sẽ đặt ra các cái mục tiêu về KPI, về doanh số, về bán hàng, về nhân sự, về các cái công cụ marketing. Tóm lại đây nó sẽ là cái phần bước thứ hai gọi là objective và goal, tức là cái mục tiêu và cái kết quả mà chúng ta sẽ đạt được trong cái bản kế hoạch của chúng ta, marketing and business planning, đúng không ạ? Thì các cái bản này chúng ta sẽ cần được những mục tiêu là gì? Việc đặt ra các mục tiêu và thành quả đạt được có thể gói gọn là theo cái chữ SMART, nó viết tắt của năm cái chữ cái là SMART, đúng không ạ? Trong đó thì SMART ở đây thì ví dụ như S tức là specific, tức là cụ thể, M là measurable, tức là có thể đo lường được, đúng không ạ? A, chữ A là achievable, tức là có thể đạt được. Chúng ta đặt mục tiêu không thể nào mà xa xôi quá, đúng không ạ? Không thể nào mà ở cái mức tầm với quá được, hoặc là cái ngân sách của chúng ta nó hạn chế thì chúng ta cũng đặt cái kỳ vọng nó vừa phải thôi. Ví dụ như tôi đặt mục tiêu thu nhập của tôi là 10 tỷ thì nó quá cái khả năng của tôi, nhưng mà tôi đặt mục tiêu là 2 tỷ thì tôi có thể đạt được, ví dụ như vậy, đúng không ạ? R tức là realistic, tức là ở đây là phải mang tính thực tế, và T đúng không ạ, tức là timely, là thời hạn. Thế thì chúng ta đặt cái mục tiêu gì thì cũng đưa theo cái nguyên tắc SMART như vậy để làm sao chúng ta đạt được. Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu, phân tích và đo lường thị trường thực tế, bao gồm trong lịch sử, hiện tại và tương lai, phân tích đối thủ, phân tích chính chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta phải xem xét các cái yếu tố của thị trường, những cái biến đổi, biến động, xu hướng của chúng ta đang đi vào là xu hướng đầu trend hay xu hướng cuối trend, nó là down hay là nó là uptrend, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng phải xem xét các đối thủ, các tổ chức của chúng ta, họ là ai, họ có sức mạnh như thế nào, và cái định hướng của chúng ta có đúng hay không, chúng ta sẽ mở rộng thị trường theo cách như thế nào. Đấy, thì chúng ta có thể thuê mướn các cái công ty nghiên cứu thị trường để chúng ta làm, hoặc là chúng ta sẽ trực tiếp nghiên cứu ở trên web, trên Google, chúng ta lượn phố đi các cửa hàng, chúng ta xem xét đánh giá, chúng ta hỏi ý kiến khách hàng, vân vân. Có rất nhiều cách để làm. Bước tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể là phân tích những cái điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, phân tích bằng những cái mô hình sản phẩm, hoặc là phân tích bằng những cái mô hình xem là cái sản phẩm và dịch vụ gì là bán tốt nhất, bán chạy nhất để chúng ta tập trung vào nó. Rồi phân tích về cái dịch vụ làm sao mà cái thời gian chúng ta phục vụ phải nhanh nhất, đúng không ạ? Thì những cái mô hình như SWOT hay là mô hình 5F hay là những cái mô hình khác, hiện nay có rất là nhiều mô hình ma trận, BCG vân vân, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm và các bạn đưa vào các cái mô hình đó vào trong cái bản marketing and business plan thực tế của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đưa cái bản này vào, thì chúng ta có thể phân tích 1, 2 hoặc thậm chí 3 mô hình để chúng ta đánh giá và chúng ta xem cái mô hình nào nó sẽ là phù hợp, cũng như là nó có đúng với chúng ta hay không, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ hình thành nên những cái tổ chức, cũng như là cái tính chất pháp lý của một cái mô hình kinh doanh. Ví dụ như chúng ta lựa chọn dạng doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, hay là đôi khi chúng ta cũng chẳng cần thành lập doanh nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần là một đội nhóm kinh doanh bán hàng trên mạng cũng rất là ổn, không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tuyển dụng nhân sự, chúng ta cũng sẽ thực thi các cái chương trình bán hàng thông qua các công cụ quảng cáo trực tuyến, các
các công cụ bán hàng trực tuyến đó, chúng ta xác lập cái mô hình kinh doanh của chúng ta. Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ phải lập kế hoạch marketing, bán hàng và quảng cáo. Thì cái việc lập kế hoạch này thì cũng nó cũng nằm trong cái bản kế hoạch lớn, đúng không ạ? Tôi đang đưa ra một cái bản kế hoạch tổng thể, và trong cái bản kế hoạch tổng thể này thì sẽ có một cái bản kế hoạch về marketing, một bản kế hoạch về sale, bản kế hoạch về quảng cáo, bản kế hoạch về nhân sự, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta cũng sẽ phải xác định được là khách hàng mục tiêu là ai, làm thế nào để có được khách hàng mới, làm thế nào để giữ chân được khách hàng, làm thế nào để khách hàng cũ quay lại, làm thế nào để gia tăng được doanh số, làm thế nào để mở rộng được sản phẩm, có được những sản phẩm mới, các cái chiến lược sản phẩm mới, làm thế nào để chọn được phân đoạn thị trường tốt, làm thế nào để quảng cáo ở tới mục tiêu của các khách hàng mà chúng ta đã lựa chọn với cái chi phí thấp nhất và hiệu suất cao nhất, và chúng ta sử dụng công cụ gì, vân vân. Thì trong cái chiến lược về business and marketing planning thì tôi sẽ có chia sẻ với các bạn, và đặc biệt là tôi có tặng các bạn cái file các bạn có thể các bạn tham khảo. Rồi thì các chúng ta cũng phải lên kế hoạch vận hành, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tập trung vào các cái quá trình mà tôi gọi nó là roadmap, tức là chúng ta xem là cái lịch trình của nó, thời gian của nó, từng tuần, từng tháng chúng ta thực thi như thế nào, liên quan đến từng công việc, liên quan đến từng đầu công việc, từng nhóm việc một, từng chi phí một. Rồi thì chúng ta cũng lên kế hoạch về nhân sự, tôi gọi nó là chiến lược về nhân sự, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải tuyển bao nhiêu người, sa thải bao nhiêu người, quỹ lương như thế nào, cái văn hóa doanh nghiệp ra sao. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ quan tâm đến kế hoạch hay còn gọi là chiến lược về tài chính. Chúng ta phải chuẩn bị các nguồn tài chính bao gồm các cái vốn vay đến từ đâu, cái dòng tiền nó sẽ quay như thế nào, bao nhiêu tháng thì quay một vòng, cần bao nhiêu vốn điều lệ, cần bao nhiêu vốn lưu động, cần bao nhiêu những cái vốn tài sản, dòng hàng của chúng ta phù hợp với cái chiến lược của chúng ta đã thực thi trong năm ngoái cũng như là cái mức độ tăng trưởng trong năm tiếp theo. Chúng ta cần phải chuẩn bị hết những cái nguồn tài chính này. Thì tôi cũng sẽ trình bày với các bạn một cái chiến lược về tài chính để cho các bạn hình dung ra. Và chúng ta nhớ rằng là tài chính là một cái vấn đề rất là quan trọng, bởi vì mọi cái ý tưởng kinh doanh hoặc là mô hình kinh doanh của các bạn nếu như mà nó rất là tốt nhưng mà nó bị kẹt dòng tiền thì thậm chí các bạn sẽ phải bán lỗ non, hoặc thậm chí là các bạn sẽ bị cháy khét lẹt, đúng không ạ? Ý tôi muốn nói là kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ bị xóa sổ, hoặc các bạn chưa kịp thành công thì bị người khác mua lại, hoặc là các bạn phải đi vay lãi, rồi các bạn xa lầy vào những cái vấn đề liên quan đến tiền tài chính. Cho nên ấy, một cái kế hoạch hoàn hảo thì chúng ta cần phải quan trọng đến cái chiến lược về tài chính, chiến lược về nhân sự, chiến lược về hàng hóa, chiến lược kênh phân phối, chứ chúng ta không chỉ đề cập đến chiến lược về marketing, đúng không ạ? Cái khóa học của chúng ta là nói về marketing and business planning, tức là lập kế hoạch kinh doanh và marketing. Thế nhưng mà trong đó thì chúng ta sẽ đề cập đến nhiều yếu tố một cách tổng thể, và cuối cùng đấy là cái kế hoạch hành động, đúng không ạ? Kế hoạch hành động thì chúng ta sẽ liệt kê ra theo thời gian, từng tháng, từng tuần, từng kênh, chúng ta sẽ phân bổ như thế nào. Thì cái phần chiến lược của tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn, và chúng ta viết nó dưới dạng các cái bản Word, và chúng ta sẽ viết nó dưới dạng các bản Excel, và sau đó chúng ta đưa nó vào PowerPoint để chúng ta trình bày. Sau đó thì chúng ta trình bày trước doanh nghiệp, trước ban giám đốc, hoặc là trước ban lãnh đạo, hoặc là những người phụ trách này, để chúng ta thuyết phục rằng là cái kế hoạch chúng ta lập cho cả doanh nghiệp của chúng ta, hay là cho một cái dự án kinh doanh, hay là cho một cái nhãn hàng, hay là cho một cái chiến lược sản phẩm kinh doanh gì đó, hay một cái sản phẩm, hay một cái chương trình khai trương, vân vân, thì nó rất là thuyết phục, bởi vì nó được dựa trên các cái nguyên tắc rất căn bản. Đó là có KPI, có chi phí, có mục tiêu đạt được, có thời gian, có người, có tất cả mọi thứ, có quy trình hoạt động. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái kiến thức cơ bản như vậy để các bạn tạo ra được một cái bản kế hoạch hoàn hảo, mang tính thực tế cao, và đặc biệt là các bạn có thể tham khảo được những ý tưởng về cái quá trình lập kế hoạch này, giúp cho cái bản kế hoạch đấy nó phải thực thi, khả thi, và nó làm cho bạn trở nên là cảm thấy rằng là trong mắt của ban giám đốc cũng như là trong công việc của các bạn sẽ các bạn trở nên có uy tín, có kiến thức chuyên môn và có kinh nghiệm tốt, các bạn giúp các bạn rất nhiều trong công việc thuận lợi hơn, mức lương tốt hơn, thu nhập tốt hơn, công việc của các bạn sẽ được thăng tiến, hoặc là đồng nghiệp sẽ nhìn các bạn với cái tư cách là bạn là những người có chuyên môn và có kinh nghiệm rất là tốt.
thì tôi không dám hứa rằng là cái khóa học và marketing and business planning này sẽ giúp các bạn thành công hơn hay là giúp các bạn tăng trưởng được cái doanh số tốt, nhưng tôi tin rằng với một cái kiến thức được chia sẻ rất là tận tâm và các biểu mẫu tôi sẽ gửi tặng cho các bạn để các bạn tham khảo, thì sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, giúp các bạn hiểu được cái ý tưởng và giúp các bạn lập được một bản kế hoạch mà đúng với ý mình hơn, nhanh hơn và chất lượng hơn và dễ dàng thuyết phục, cũng như là có cái tính khả thi, cũng như là có cái ý tưởng sáng tạo rất tốt trong đó. Và tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, là một chuyên gia về marketing cũng 10 năm kinh nghiệm, đã khởi nghiệp 12 năm rồi, và tôi đã viết rất nhiều các bản kế hoạch như thế này cho khách hàng cũng như cho chính công ty của tôi. Tôi hy vọng có một số những ý tưởng quan trọng có thể chia sẻ với các bạn. Tôi không dám nói rằng là sẽ dạy dỗ hay là sẽ giúp các bạn được quá nhiều, nhưng hãy tin rằng đó là cái sự tận tâm, đó là những cái kiến thức mà tôi muốn chia sẻ và các bạn có thể tham khảo để giúp cho công việc của mình trở nên tốt hơn. Đó là cái suy nghĩ tốt đẹp của tôi khi tạo ra khóa học này. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.